Là đài phát thanh truyền hình Hà Giang. Đây là đài phát thanh truyền hình Hà Giang. Xin kính chào quý thính giả và các bạn. Mời quý thính giả và các bạn theo dõi chương trình thời sự của đài phát thanh truyền hình Hà Giang. Chương trình hôm nay sẽ có những nội dung chính sau. Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Vương Mỹ Vàng thăm mô hình nuôi ngựa bạch tại xã Sùng Máng, huyện Mèo Vạc. Đài phát thanh truyền hình tỉnh Hà Giang tổ chức hội nghị cộng tác viên năm 2014. Khai mạc hội trọi châu thành phố Hà Giang lần thứ nhất năm 2014. Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức Tết Trung thu cho các cháu thiếu nhi. Lưu giữ nghề làm đèn ông sao vào dịp Tết Trung thu. Mục điểm tình hình thời sự trong tuần. Cuối chương trình, phóng viên Hoàng Tre và Hải Yến có bài Hiệu quả công tác tuyên truyền của hệ thống truyền thanh không dây ở huyện Quang Bình. Trước hết mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần tin thời sự thưa quý vị và các bạn nhân chuyến lên thăm và công tác tại huyện mèo vạc vừa qua đồng chí vương mỹ vàng phó bí thư thường trực tỉnh ủy chủ tịch hội đồng nhân dân tỉnh đã đi thăm mô hình nuôi ngựa bạch tại xã sủng máng huyện mèo vạc cùng đi có đồng chí nguyễn trung tài ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy trưởng ban tổ chức tỉnh ủy lãnh đạo huyện mèo vạc phóng viên đình anh đưa tin với mục đích đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu cây trồng vật nuôi lựa chọn những loại cây con có giá trị kinh tế cao vào sản xuất tạo cơ hội cho người dân phát triển kinh tế xóa đói giảm nghèo Cuối năm 2012, huyện Mèo Vạc đã trích nguồn kinh phí mua 40 con ngựa bạch giống với giá 40 triệu đồng một con từ tỉnh Cao Bằng và Lạng Sơn về giao cho các hộ gia đình có kinh nghiệm, truyền thống chăn nuôi đại gia súc ở các xã Sủng Máng, Lũng Trinh, Tát Ngà, Bà Vi nuôi theo hình thức luân chuyển giữa các hộ. Qua hai năm thí điểm thực hiện mô hình cho thấy, bước đầu giống ngựa bạch rất thích nghi với điều kiện khí hậu ở Mèo Vạc. Do được chăm sóc tốt từ thức ăn, vệ sinh đến công tác chăn nuôi thú y nên đã có sự phát triển cả về trọng lượng và khả năng sinh sản. Tại xã Sùng Máng, các hộ gia đình nhận nuôi 8 con ngựa bạch, sau 2 năm đã phát triển tốt và sinh sản được hai chú ngựa con, còn có hai con ngựa cái đang trong thời kỳ sinh sản. Huyện đã thường xuyên chỉ đạo ngành chức năng xuống giúp người dân về khoa học kỹ thuật, chăm sóc thú y, phòng chống các loại dịch bệnh để đàn ngựa có cơ hội phát triển tốt nhất. Sau khi tham quan mô hình thực tế nuôi ngựa bạch tại xã Sùng Máng, đồng chí Vương Mỹ Vàng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đã đánh giá cao kết quả ban đầu của mô hình, có cách làm phù hợp với tập quán chăn nuôi của người dân. Cùng với đó, huyện đã làm tốt công tác hỗ trợ người dân về khoa học kỹ thuật, chăm sóc thú y, khuyến khích nhân dân phát huy lợi thế truyền thống về phát triển chăn nuôi đại gia súc, nhất là bò, dê, ngựa hàng hóa. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh yêu cầu lãnh đạo huyện Mèo Vạc cần tập trung nhân rộng mô hình nuôi ngựa bạch ra các xã, đẩy mạnh hỗ trợ về vốn, giống và chăm sóc thú y, giúp người dân duy trì phát triển đàn ngựa địa phương, nuôi bò, dê hàng hóa để chăn nuôi gia súc gia cầm hàng hóa thực sự là nguồn thu nhập chính của người dân. Nằm trong khuôn khổ liên hoan nghiệp vụ phát thanh truyền hình toàn tỉnh lần thứ 8, sáng ngày 7 tháng 9, Đài phát thanh truyền hình tỉnh Hà Giang đã tổ chức hội nghị cộng tác viên năm 2014. Hội nghị nhằm đánh giá công tác phối hợp sản xuất chương trình giữa Đài phát thanh truyền hình Hà Giang với 11 đài truyền thanh truyền hình các huyện thành phố và một số đơn vị có chuyên mục cộng tác. Phóng viên Hải Hà và Hồng Duyên đưa tin trong nhiều năm qua công tác phối hợp tuyên truyền giữa đài phát thanh truyền hình hà giang và đài truyền thanh truyền hình các huyện thành phố cũng như một số sở ngành có chuyên mục cộng tác được duy trì và thực hiện có hiệu quả đặc biệt là từ khi chương trình của đài phát thanh truyền hình hà giang phát lên sóng vệ tinh bằng những điều chỉnh cách thức cho phù hợp với thực tế yêu cầu nhiệm vụ tuyên truyền sự phối hợp đó ngày càng chặt chẽ sâu rộng và hiệu quả hơn đội ngũ cán bộ, phóng viên đài truyền thanh truyền hình các huyện thành phố và các ngành đã phát huy được vai trò là lực lượng cộng tác viên, cánh tay nối dài của đài phát thanh truyền hình tỉnh, kịp thời phản đánh, hoạt động, thông tin từ cơ sở, đóng góp tích cực trong việc đổi mới và nâng cao thời lượng, chất lượng chương trình địa phương. Nội dung phối hợp chính là sản xuất chuyên trang địa phương, bản tin cơ sở và tin bài gửi chương trình thời sự với khoảng 60 cộng tác viên tại hội nghị lãnh đạo đài truyền thanh truyền hình các huyện thành phố các cơ quan đơn vị có chuyên mục tuyên truyền trên sóng đài phát thanh truyền hình tỉnh và các cộng tác viên đã trao đổi một số ý kiến khẳng định sự phối hợp chặt chẽ giữa đài và các đơn vị có liên quan cũng như hiệu quả thông tin tuyên truyền trong thời gian qua các ý kiến phát biểu cũng nêu lên một số tồn tại hạn chế trong công tác phối hợp mong muốn việc trao đổi thông tin giữa các phòng chuyên môn của đài phát thanh truyền hình hà giang và các đơn vị cộng tác được thực hiện thường xuyên hơn có thêm nhiều những hoạt động trao đổi nghiệp vụ, nâng cao kỹ năng và trình độ cho đội ngũ cộng tác viên, đáp ứng những yêu cầu của việc đổi mới công nghệ phát thanh truyền hình theo hướng số hóa hiện đại. Lãnh đạo Đài Phát thanh Truyền hình Hà Giang đã cảm ơn và đánh giá cao những đóng góp tích cực, hiệu quả của đơn vị cộng tác, đồng thời khẳng định trong thời gian tới, Đài Phát thanh Truyền hình Hà Giang sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng chương trình để ngày càng đáp ứng nhu cầu của khán thính giả trong toàn tỉnh. Vì vậy, mong muốn tiếp tục nhận được sự cộng tác tích cực hơn nữa từ đội ngũ cộng tác viên trên các lĩnh vực tiếp tục đổi mới toàn diện và chất lượng về nội dung, hình thức thể hiện, xây dựng thương hiệu của Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Hà Giang xứng đáng là công cụ sắc bén tuyên truyền đường lối chính sách của Đảng, là diễn đàn tin cậy của nhân dân. Nhân dịp này, Đài Phát thanh Truyền hình Hà Giang đã khen thưởng hai tập thể và ba cá nhân cộng tác viên tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong phối hợp thực hiện công tác tuyên truyền năm 2013. Sáng ngày 6 tháng 9 năm 2014, tại khu du lịch sinh thái Thạch Lâm Viên, hội trọ châu thành phố Hà Giang lần thứ nhất năm 2014 đã chính thức khai mạc lãnh đạo thành phố, các sở ban ngành và đông đảo bà con nhân dân đến xem và cổ vũ. Tin của phóng viên Thanh Huyên và Quang Hưng. Giải Trọi Châu lần thứ nhất năm 2014 do Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Giang phối hợp với công ty trách nhiệm hữu hạn hướng dương tổ chức đã thu hút 32 châu trọi của các chủ châu đến từ các tỉnh, Tuyên Quang, Lào Cai và một số huyện trong tỉnh tham dự. Đông đảo khán giả đã đến xem và cổ vũ cho giải đấu. Hội Trọi Châu thành phố Hà Giang lần thứ nhất năm 2014 tổ chức nhằm mục đích bảo tồn, gìn giữ và phát huy giá trị văn hóa truyền thống, thúc đẩy sản xuất chăn nuôi gia súc, tạo sự cân bằng giữa bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống và phát triển kinh tế xã hội. Đồng thời phục vụ nhu cầu hưởng thụ văn hóa tinh thần của nhân dân, tạo ra các hoạt động sôi nổi, phấn khởi, lành mạnh thông qua hoạt động văn hóa dân gian, thúc đẩy quảng bá du lịch giới thiệu với du khách trong và ngoài tỉnh nét văn hóa của nhân dân các dân tộc trên địa bàn thành phố và của tỉnh. Theo thể lệ của ban tổ chức, các chủ trâu sẽ bốc thăm thi đấu theo từng cặp, hình thức thi đấu được chia thành 3 vòng vòng 1 gồm 16 trận, vòng 2 với 8 trận, vòng 3 4 trận và vòng bán kết là hai trận tranh giải nhất nhì 34. Có thể nói ngay trong ngày đầu tiên của giải, các trận đấu đã diễn ra hết sức gay cấn, quyết liệt trên sới trọi thuộc khu du lịch sinh thái Thạch Lâm Viên. Các đấu sĩ châu đã cống hiến cho khán giả những trận đấu hay, đầy kịch tính, tạo ấn tượng tốt đẹp trong lòng khán giả. Hội trợ châu thành phố Hà Giang lần thứ nhất diễn ra trong 2 ngày, ngày mùng 6 và mùng 7 tháng 9 năm 2014. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh truyền hình Hà Giang. Chương trình xin được tiếp tục. Thưa quý vị và các bạn, với mục đích mang đến cho mọi trẻ em được tận hưởng không khí vui tươi lành mạnh, tối mùng 6 tháng 9, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang đã tổ chức đêm vui Tết Trung thu cho các cháu là con em của cán bộ, công chức viên chức của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh. Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang có tổng số trên 80 cháu thiếu niên nhi đồng là con em cán bộ nhân viên với mong muốn mang đến một cái tết trung thu thật ý nghĩa tràn ngập niềm hạnh phúc cho các cháu văn phòng đã giao cho đoàn thanh niên tổ chức ôn lại truyền thống của ngày hội trăng rằm và tổ chức những tiết mục văn hóa văn nghệ có chủ đề ca ngợi về thiếu niên nhi đồng thế hệ măng non của đất nước do chính các cháu biểu diễn ngoài các hoạt động văn nghệ các cháu cũng được tham gia các trò chơi cùng nhau liên hoan phá cỗ tất cả đều thể hiện sự ngây thơ thú vị đem lại niềm vui cho các cháu và các bậc phụ huynh Thông qua hoạt động trên đã tạo cho trẻ sự phấn khởi, vui mừng, tạo không khí vui tươi, hào hứng cho các cháu và cán bộ công nhân viên trong văn phòng nhân dịp Tết Trung thu năm 2014. Chương trình vui Tết Trung thu cũng là hoạt động thường niên thể hiện sự quan tâm của Đảng ủy, lãnh đạo văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tới đời sống tinh thần của con em cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong văn phòng. Để đảm bảo an toàn cho người tiêu dùng trong tháng cao điểm Tết Trung thu, Ban chỉ đạo vệ sinh an toàn thực phẩm huyện Xín Mần phối hợp với các ngành chức năng tiến hành kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm các cơ sở kinh doanh tại khu vực trung tâm thị trấn Cốc Bài và một số cụm xã Nấm Dần, Nà Trì. Tin của cộng tác viên Hồng Hải. Các mặt hàng được kiểm tra trong đợt này chủ yếu là sản phẩm phục vụ trong dịp Tết Trung thu như bánh kẹo, sữa, nước đóng chai và một số các loại đồ uống khác. Qua kiểm tra, nhìn chung nhiều cơ sở kinh doanh đã chấp hành tốt các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm, các mặt hàng đảm bảo về chất lượng cũng như nguồn gốc xuất xứ. Tuy nhiên, do địa bàn rộng, giao thông đi lại khó khăn, việc thanh kiểm tra chưa được thường xuyên, do vậy vẫn còn một số hộ kinh doanh chưa thực hiện tốt vấn đề này. Hiện tượng buôn bán tiêu thụ các mặt hàng kém chất lượng, quá hạn sử dụng vẫn còn khá phổ biến. Cơ sở kinh doanh chưa đảm bảo về vệ sinh môi trường, chủ yếu tập trung ở các xã. Tại các cơ sở kiểm tra đoàn liên ngành huyện Xín Mần đã tuyên truyền nhắc nhở các hộ kinh doanh cần chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của nhà nước về an toàn thực phẩm, không nên vì lợi nhuận mà buôn bán tiêu thụ hàng giả, hàng kém chất lượng để thực hiện có hiệu quả hơn nữa công tác vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn huyện Xín Mần, thì ngoài việc xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, đảm bảo tính gian đe, song vẫn cần phải có sự vào cuộc của các cấp, sự phối hợp chặt chẽ giữa các ngành hữu quan. Ngoài ra cần làm tốt công tác tuyên truyền cho người tiêu dùng, nhất là người dân là đồng bào các dân tộc vùng khó khăn, nâng cao nhận thức trong việc mua bán, tiêu thụ, sử dụng các mặt hàng liên quan đến vệ sinh an toàn thực phẩm. Thưa quý vị và các bạn, để góp phần mang đến cho các cháu một cái Tết Trung Thu vui vẻ, cũng như lưu giữ những nét văn hóa truyền thống của dân tộc. Vào những ngày này, nhiều hộ gia đình trên địa bàn thành phố Hà Giang đang tranh thủ thời gian rảnh rỗi để làm nên những chiếc đèn ông sao với nhiều kiểu dáng kích thước khác nhau, ghi nhận của phóng viên Nguyễn Tâm và Quang Tuyên. Vào thời điểm này, đến chợ trung tâm thành phố Hà Giang, không khí Tết Trung Thu dường như sôi động, nhộn nhịp hơn hẳn, bởi ở đây 10 hộ kinh doanh tại chợ đã và đang cùng nhau làm nên những chiếc đèn ông sao với nhiều kiểu dáng màu sắc khác nhau như đèn trăng khuyết, đèn trăng tròn, xe tăng. Vật liệu để làm nên những chiếc đèn khá đơn giản gồm tre, nứa, dây bóng kính và xương cây đay làm cán. Công đoạn làm đèn bắt đầu từ sườn khung, làm bằng tre, nứa, cột kẽm lại với nhau, sau đó dán dây bóng kính lên và sau cùng là công đoạn vẽ. Để làm ra được một chiếc đèn ông sao không phải là công việc nặng nhọc, nhưng lại đòi hỏi sự kiên trì, tỉ mỉ của những người thợ, cũng như sự chuẩn bị các vật liệu từ rất sớm. Mỗi đèn ông sao được hoàn thành có giá bán trung bình khoảng 30.000 đồng đến 500.000 đồng, tùy thuộc vào nhu cầu và sở thích của khách hàng. Nghề làm đèn ông sao tuy thu nhập không đáng kể, nhưng bằng sự tâm huyết, các hộ kinh doanh tại chợ vẫn nhiệt tình để hoàn thành nên những chiếc đèn ông sao thật đẹp. Thông qua việc làm đèn ông sao và mỗi dịp Tết Trung Thu không chỉ giúp mọi người nhớ lại những kỷ niệm tuổi thơ mà còn để lưu giữ nghề truyền thống. Anh Đào Văn Nam, hộ kinh doanh tại chợ trung tâm thành phố Hà Giang nói. Hàng năm thì trong các hộ kinh doanh của chợ trung tâm thành phố chúng tôi tổ chức để làm đèn cho các cháu và để cho các cháu có cái Tết Trung Thu có đèn của dân tộc mình và không mất cái cổ truyền của dân tộc Việt Nam. Cũng như các hộ kinh doanh tại chợ, trong những ngày này, gia đình chị Trần Thị Trang Nhung, tổ 15 phường Trần Phú, thành phố Hà Giang đang tranh thủ những thời gian rảnh rỗi vào lúc buổi tối để làm đèn ông sao kiếm thêm thu nhập. Mặc dù năm nay mới chỉ là năm thứ ba, gia đình chị Nhung làm đèn ông sao, nhưng với sự tỉ mỉ, học hỏi những mẫu đèn ông sao đẹp, gia đình đã có nguồn khách hàng dồi dào và được các trường đặt mua nhiều. Trung bình mỗi dịp Tết Trung Thu, gia đình chị thu nhập khoảng 4-5 triệu đồng sau khi đã trừ chi phí chị Trần Thị Trang Nhung, tổ 15 phường Trần Phú, thành phố Hà Giang chia sẻ: Năm nay gia đình tôi làm đèn đã được 3 năm. Gia đình tôi muốn duy trì ngành nghề truyền thống đó là nghề làm đèn mà ông cha ta đã để lại. Thứ hai là gia đình tôi thì muốn để tăng thêm thu nhập từ những chiếc giấy thủ công thì chúng tôi đã cắt giấy đề can để cho chiếc đèn thêm sáng, giúp cho các cháu được. Có những chiếc đèn thật đẹp để trưng bày trong ngày Trung thu của mình. Với sự cần mẫn kiên trì của những người thợ, tin rằng nghề truyền thống làm đèn ông sao sẽ mãi được duy trì bảo tồn, góp phần làm nên một cái Tết Trung thu giản dị, an toàn nhưng không kém phần sôi động ấm cúng và ý nghĩa cho các cháu thiếu nhi. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Giang. Mục điểm thời sự trong tuần Xin kính chào quý vị và các bạn. Trong tuần trên địa bàn tỉnh đã diễn ra nhiều sự kiện quan trọng, phát trên sóng đài phát thanh truyền Hà Giang, thu hút đông đảo thính giả quan tâm. Sau đây chúng tôi xin điểm lại một số sự kiện nổi bật qua mục điểm thời sự trong tuần. Ngày mùng 4 tháng 9, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị quán triệt và hướng dẫn triển khai thực hiện chỉ thị 36 CTTU của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 12 của Đảng. Trên cơ sở quán triệt và hướng dẫn thực hiện chỉ thị của Bộ Chính trị, và kế hoạch của ban thường vụ tỉnh ủy về đại hội đảng bộ các cấp và quy chế bầu cử trong đảng. Đồng chí Triệu Tài Vinh, ủy viên ban chấp hành trung đảng bí thư tỉnh ủy nhấn mạnh: Các cấp ủy đảng từ tỉnh đến cơ sở cần tiếp tục bám sát những nội dung hướng dẫn cụ thể của trung ương, của tỉnh về công tác chuẩn bị và tiến hành đại hội đảng bộ các cấp tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 12 của Đảng. Chú ý những vấn đề mới trong quy chế bầu cử trong đảng. Đồng chí cũng đề nghị các đồng chí thường trực thường vụ cấp ủy, cán bộ chủ chốt của tỉnh phát huy tinh thần trách nhiệm, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt công tác chuẩn bị cho đại hội, đồng thời tổ chức thực hiện tốt đại hội đảng bộ các cấp tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 12 của Đảng. Ngày mùng 5 tháng 9, cùng với hàng triệu học sinh trong cả nước, trên 232.800 học sinh các bậc học và cán bộ giáo viên của 849 trường học và cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Hà Giang đã tương mừng tổ chức lễ khai giảng năm học mới các đồng chí lãnh đạo tỉnh, các cấp các ngành đã đến dự chung vui với thầy cô giáo và học sinh nhân ngày khai trường tại các huyện, thành phố. Mong muốn cấp ủy đảng, chính quyền địa phương, các tổ chức đoàn thể và toàn xã hội tiếp tục quan tâm, chăm lo nhiều hơn nữa cho sự nghiệp chồng người, tạo mọi điều kiện thuận lợi để con em các dân tộc được học tập, rèn luyện đạt kết quả tốt. Ngành giáo dục của tỉnh cần nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục, đổi mới mạnh mẽ nội dung chương trình phương pháp dạy và học ở tất cả các cấp học bậc học đẩy mạnh phong trào thi đua dạy tốt học tốt nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện phát huy vai trò tiên phong gương mẫu của người đứng đầu tập trung làm tốt công tác xây dựng đảng củng cố hệ thống chính trị nâng cao chất lượng sinh hoạt tri bộ họp thôn đổi mới tư duy nếp nghĩ cách làm bám sát các nghị quyết của đảng phát huy thế mạnh của từng địa phương tập trung thi đua lao động sản xuất hoàn thành các chỉ tiêu nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp đã đề ra đó là kết luận của đồng chí Triệu Tài Vinh, Ủy viên Ban chấp hành Trung Đảng Bí thư tỉnh ủy tại buổi làm việc với lãnh đạo chủ chốt của xã Xính Lủng huyện Đồng Văn ngày 5 tháng 9. Bí thư tỉnh ủy cũng yêu cầu Đảng bộ xã cần quan tâm hơn đến hội nghệ nhân dân gian để phát huy vai trò của hội trong việc bài trừ hủ tục lạc hậu, giảm tỷ lệ tảo hôn trên địa bàn. Đối với lĩnh vực an ninh quốc phòng, xã phải đề cao cảnh giác trước mọi diễn biến bất thường, tư tưởng của bà con trong vùng, đẩy mạnh công tác đào tạo, bố trí, sử dụng cán bộ, thực hiện tốt việc giả soát, Bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý để chuẩn bị nhân sự đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015-2020. Cần phải định hướng đúng trong chuyển dịch cơ cấu kinh tế, thúc đẩy phát triển thương mại dịch vụ biên mậu. Đảm bảo tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, giữ vững chủ quyền an ninh biên giới, củng cố và tăng cường công tác xây dựng Đảng, chính quyền, nâng cao hiệu quả chỉ đạo điều hành, xây dựng các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội cho đại hội sắp tới phải sát với tình hình thực tế của địa phương là những ý kiến chỉ đạo trọng tâm của đồng chí Đàm Văn Bông, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh tại buổi làm việc với lãnh đạo chủ chốt của xã Xí Mần, huyện Xí Mần vào ngày 4 tháng 9. Là xã biên giới những năm qua, Xí Mần đã tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu nghị quyết đại hội các cấp đã đề ra. Tỷ lệ hộ nghèo của xã giảm xuống còn 80 hộ, chiếm 31,25%. Các chương trình dự án được xã triển khai có hiệu quả, từng bước góp phần tích cực và công tác giảm nghèo bền vững của địa phương tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, chủ quyền biên giới đảm bảo và ổn định. Thưa quý vị và các bạn, các dịp nghỉ lễ, Hà Giang là một trong những điểm mà du khách du lịch lựa chọn đến tham quan. Năm nay dịp nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9 kéo dài 4 ngày nên các điểm du lịch tại Hà Giang đã thu hút rất đông khách du lịch đến tham quan và nghỉ dưỡng. Theo thống kê của Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, trong dịp nghỉ lễ mùng 2 tháng 9, Hà Giang đã đón khoảng 8.000 lượt khách du lịch trong nước và ngoài nước đến tham quan, trong đó chủ yếu là khách du lịch trong nước. Trên 7.000 lượt, khách du lịch quốc tế ước đạt trên 300 lượt. Công viên địa chất toàn cầu Các Nguyên Đá Đồng Văn là điểm thu hút khách du lịch đến tham quan nhiều nhất với trên 5.000 lượt. Mặc dù lượng khách du lịch đến với Hà Giang tăng đáng kể và lượng người ở các địa phương trong tỉnh đi lại trong dịp này khá đông, nhưng điểm đáng nói là trong 4 ngày nghỉ lễ quốc khánh mùng 2 tháng 9 năm nay, Hà Giang đã không có vụ tai nạn giao thông nào xảy ra. Điều này cho thấy, ngay từ trước, trong và sau kỳ nghỉ lễ, các lực lượng chức năng Công an tỉnh Hà Giang cùng với công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật đến toàn thể nhân dân đã tăng cường phối hợp tuần tra kiểm soát trên các tuyến giao thông. Hơn nữa ý thức của người tham gia giao thông cũng đã được nâng lên. Các bạn vừa theo dõi mục điểm thời sự trong tuần do biên tập viên Hải Hậu tổng hợp. Quý vị và các bạn vừa theo dõi phần tin. Đồng bào và các bạn đang nghe chương trình Thời sự tiếng Việt của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Giang. Đồng bào và các bạn đang nghe chương trình thời sự tiếng Việt của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Giang. Thưa quý vị và các bạn, mấy năm qua, công tác tuyên truyền của huyện Quang Bình được các đơn vị trong hệ thống truyền thông thực hiện bằng nhiều hình thức đa dạng và phong phú, nhằm truyền tải các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước tới người dân. Trong đó, Đài Truyền thanh Truyền hình huyện Quang Bình với hệ thống truyền thanh không dây nhanh, kịp thời đã phát huy hiệu quả tích cực. Ghi nhận của phóng viên Hoàng Tre và Hải Yến, mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe với chức năng là cơ quan tuyên truyền mấy năm qua đài truyền thanh truyền hình huyện quang bình đã thực hiện tốt nhiệm vụ của mình đơn vị đã quản lý và khai thác có hiệu quả trang thiết bị kỹ thuật tiếp âm tiếp sóng các chương trình của đài truyền hình việt nam đài tiếng nói việt nam các chương trình của đài phát thanh truyền hình hà giang và các nội dung thông tin của huyện đưa chủ trương chính sách của đảng nhà nước và cấp ủy chính quyền địa phương đến với người dân trong huyện góp phần vào sự phát triển kinh tế xã hội giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn Quang Bình có 15 xã thị trấn, tất cả các đơn vị này đều đã được đầu tư lắp đặt máy thu phát sóng truyền thanh FM không dây. Năm 2013, máy phát sóng FM của đài huyện được đầu tư nâng cấp từ 30W lên 300W. Từ khi đưa vào sử dụng, máy đã tăng diện phủ sóng phát thanh cho các xã lân cận như Bằng Lang, Tân Bắc, Tân Trịnh, Yên Thành, thị trấn Yên Bình. Để phát huy hiệu quả hệ thống thiết bị được đầu tư, đài truyền thanh truyền hình huyện Quang Bình đã áp dụng công nghệ thông tin vào quản lý, vận hành hệ thống máy ở các cụm thu phát sóng FM không dây. Bằng việc sử dụng hệ thống điều khiển phát thanh bằng bảng mã đối với những xã đã có sóng của đài trung tâm. Các xã này được đài truyền thanh truyền hình huyện lắp đặt củ thu phát sóng tại trung tâm xã. Các khu đông dân cư được lắp đặt cụm loa không dây. Áp dụng điều khiển phát thanh bằng bảng mã có ưu điểm là chỉ cần một người trực máy tại đài huyện là điều khiển được toàn bộ hệ thống phát thanh FM không dây ở các xã có sóng phủ đến mà không cần người trực vận hành máy tại cơ sở. Theo đó đều đặn vào mỗi buổi sáng từ 5 giờ đến 7 giờ 30 và buổi chiều từ 17 giờ đến 21 giờ qua hệ thống truyền thanh cơ sở, nhân dân các thôn bản, khu dân cư đã được phủ sóng, đều được nghe những thông tin thời sự trong nước, quốc tế, các sự kiện chính trị, kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh và huyện diễn ra trong ngày. Hoàng Văn Bắc, trưởng thôn, thôn Trung, xã Bằng Lang, huyện Quang Bình chia sẻ từ khi có cái loa không dây ở cái trung tâm của xã Bằng Lang này, bà con nhân dân ở thôn Trung chúng tôi ấy, được tuyên truyền về pháp luật này. Và thứ hai là được nghe về cái phổ biến về chăn nuôi và sản xuất để cho tất cả bà con chúng ta được được nắm. Và bà con chúng ta đã ở đây cũng đã nắm được rất được nhiều cái thông tin về bổ ích về một đài huyện Quang Bình và đài của tỉnh Hà Giang cũng đã cho bà con nhân dân chúng tôi đã đã, đã nắm bắt được rất là nhanh. Cùng với việc thực hiện tốt việc tiếp phát sóng chương trình của các đài của trung ương và địa phương thì gần đây đài truyền thanh truyền hình huyện Quang Bình đã phối hợp với trung tâm văn hóa xây dựng và sản xuất được 20 chương trình tuyên truyền vào các phiên chợ qua hệ thống loa phát thanh được đặt ở các xã. Khi thực hiện chương trình phối hợp này, các cán bộ của trung tâm văn hóa viết tin bài theo định hướng của ban tuyên giáo, biên tập và thu âm chương trình tại phòng thu chuyên dụng của đài huyện và đưa vào phát sóng. Với việc sử dụng hệ thống điều khiển phát thanh bằng bảng mã, các cơ quan tuyên truyền đã không phải cử người trực tiếp đến các phiên chợ để tuyên truyền như trước đây, tiết kiệm được chi phí đi lại và mua sắm phương tiện kỹ thuật hỗ trợ mà vẫn đảm bảo tuyên truyền có hiệu quả. Ông Phù Minh Suế, Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa Thể thao và Du lịch huyện Quang Bình cho hay. Khi có sự phối hợp giữa Trung tâm Văn hóa với lại Đài truyền thanh truyền hình huyện Quang Bình, đối với Trung tâm Văn hóa thì gặp rất nhiều thuận lợi. Thứ nhất là về công tác thu thanh để phát trên hệ thống loa của đài truyền thanh truyền hình ấy thì là chất lượng phát thanh cũng được đảm bảo và kịp thời đưa cái tin bài đấy lên phát ở trên cái hệ thống loa tại các cụm ở các điểm chợ trên địa bàn huyện thì đã đảm bảo kịp thời công tác tuyên truyền đạt hiệu quả rất là cao. Hiện nay vào các chợ phiên của năm xã thị trấn nằm trong vùng phủ sóng của đài trung tâm huyện từ 5 giờ đến 9 giờ sáng Hệ thống loa truyền thanh không dây đều đặn phát đi các chương trình tuyên truyền của Trung tâm Văn hóa Thể thao và Du lịch, phối hợp với đài truyền thanh truyền hình thực hiện, giúp cho đông đảo người dân dễ dàng nắm bắt được chủ trương chính sách, các thông tin về văn hóa xã hội, kinh tế chính trị của địa phương. Ông Hoàng Quang Sinh, người dân sống tại thôn Thượng, xã Bằng Lang, huyện Quang Bình nói: Từ cái ngày có truyền thanh của xã thì cái đài truyền thanh này loa là nó là cũng rất có hiệu quả, từ chỗ bà con là không có đài, không có tivi thì qua đi chợ cũng được nghe truyền 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 thanh hay cũng là nắm bắt được một số tình hình chính trị xã hội này cũng như là về một số nông thôn tư cách cái kiểu kỹ thuật làm ăn mới của một số thôn bản ở số vùng sâu vùng xa và vùng xuôi này đều nắm bắt được tốt cả mấy năm qua huyện Quang Bình đã có sự phát triển mạnh mẽ đời sống của người dân từng bước được nâng cao người dân thực hiện tốt các chủ trương chính sách của đảng pháp luật của nhà nước các phong trào thi đua được triển khai rộng khắp nhiều gương sáng trong lao động sản xuất học tập được tuyên truyền nhân rộng góp phần vào thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế xã hội. Trong đó có công sức đóng góp không nhỏ của công tác tuyên truyền mà Đài Truyền thanh Truyền hình huyện cùng hệ thống truyền thanh cơ sở là đơn vị tiên phong đã được cấp ủy chính quyền huyện đánh giá cao. Trao đổi với ông Nguyễn Tiến Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Quang Bình, ông nhấn mạnh: Trong thời gian qua thì dưới sự chỉ đạo của Thường trực huyện ủy và Ủy ban nhân huyện thì công tác tuyên truyền trên cái hệ thống loa no không dây của Đài Truyền thanh huyện đã phát huy được cái hiệu quả hoạt động đội ngũ cán bộ phóng viên kỹ thuật của đài truyền thanh huyện đã nêu cao cái tinh thần trách nhiệm để hoàn thành tốt các nhiệm vụ và kế hoạch đề ra có thể nói cùng với công tác tuyên truyền vận động của cấp ủy chính quyền và các đoàn thể thì theo đánh giá của ủy ban nhân huyện thì hoạt động của hệ thống truyền thanh cơ sở đã phát huy cái hiệu quả vai trò đưa các cái chủ trương nghị quyết của đảng chính sách pháp luật của nhà nước đến với người dân một cách nhanh chóng và kịp thời phát huy những kết quả đã đạt được và để sử dụng khai thác hiệu quả hệ thống truyền thanh không dây trong thời gian tới. Đài truyền thanh truyền hình Quang Bình sẽ tiếp tục nâng cấp hệ thống truyền thanh và ứng dụng công nghệ điện tử vào vận hành, khai thác tối đa công năng của các thiết bị nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Ông Nguyễn Trung Dũng, trưởng đài truyền thanh truyền hình huyện Quang Bình khẳng định. Mục đích của chúng tôi đưa thông tin đến với người dân càng nhiều càng tốt. Chính vì lẽ đó trong thời gian qua thì chúng tôi cũng tìm tòi bằng mọi biện pháp, bằng mọi thiết bị hiện có và được sự quan tâm chỉ đạo của cấp ủy chính quyền huyện thì chúng tôi đã um, thực hiện công tác là uh, lắp đặt các cụm loa không dây thông qua bộ phát mã uh, và đồng thời chúng tôi uh, thực hiện theo hai hướng một là những xã trong vùng phủ sóng của đài phát thanh truyền hình tùy huyện thì chúng tôi thực hiện uh, phát qua hệ thống mã bằng bảng mã còn uh, một số xã mà không nằm trong vùng phủ sóng thì chúng tôi thực hiện uh, lập các hộp thư điện tử cho các xã là đồng thời chuyển những cái bản tin những cái chương trình thời sự của đài truyền hình Hà Giang và đài phát đài truyền thanh truyền hình huyện xuống với nhân dân năng động sáng tạo và tiên phong trong việc áp dụng các tiến bộ khoa học công nghệ vào hoạt động của đơn vị đài truyền thanh truyền hình huyện Quang Bình đã thực hiện xuất sắc nhiệm vụ của mình bằng những kết quả đã đạt được cùng với sự nỗ lực vươn lên làm chủ công nghệ khoa học trong thời gian tới đài truyền thanh truyền hình huyện Quang Bình sẽ tiếp tục phát huy hiệu quả hoạt động của hệ thống truyền thanh không dây cơ sở, góp phần vào công cuộc xây dựng quê hương Quang Bình ngày càng giàu mạnh. bản tin dự báo thời tiết. Phần cuối chương trình mời quý vị và các bạn cùng đón nghe bản tin dự báo thời tiết đêm mùng 7 ngày mùng 8 tháng 9 năm 2014 do Trung tâm Khí tượng Thủy văn tỉnh Hà Giang cung cấp. Khu vực công viên địa chất toàn cầu cao nguyên đá Đồng Văn, mây thay đổi đêm không mưa, ngày nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 19 đến 28 độ. Khu vực di tích quốc gia dụng bậc thang và vùng núi đất phía Tây, mây thay đổi, đêm có mưa rào nhẹ vài nơi, ngày nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Khu vực vùng núi thấp, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, có nơi nắng nóng gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Giang hôm nay tới đây xin được khép lại. Chương trình do Hải Hậu biên tập cùng các phát thanh viên Kim Tuyến, Thúy Nội, Như Quỳnh cùng kỹ thuật viên Bích Huệ phối hợp thực hiện. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.